yêu ai. Coi này, đây đều là ảnh bố mẹ hồi yêu nhau. Thế nên mẹ Tập Về đã phải lòng bố như vậy đấy. Không đúng, mẹ Tập Về yêu con nhất. Ngốc ơi, không yêu bố thì làm sao có con được. Mẹ Tập Về yêu con hơn. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Bố đồ nhỏ, anh hãy mang tinh thần ngày yêu nhau ra đỏ với con đồ to đi. Xem em sẽ yêu ai hơn. Được thôi, con sẽ không thua bố đồ nhỏ đâu. Em yêu, anh tặng em 99 bông hồng. Con đồ to, con đang làm gì vậy? Con đồ to, con đang làm gì vậy? Đây là hoa dại con hái tặng mẹ. Con không ngắt hoa mẹ trồng đâu. Đúng là con trai ngoan của mẹ. Nào, về nhà mẹ làm món ngon cho con ăn. Em yêu ơi. Xem ra mình phải nghĩ chiêu khác lãng mạn hơn. Ngủ ngoan nhé, mẹ yêu con. Mẹ Tập Về ơi, anh yêu em. Ai đấy, đêm hôm không ngủ. Mẹ Tập Về ơi, anh yêu em. Anh yêu em như cá yêu nước. Anh điên à, khuya khoắt thế này rồi còn lên cơn gì thế. Mẹ Tập Về, anh gửi tới em một nụ hôn. Anh yêu em, anh yêu em. Mẹ Tập Về, anh yêu em. Ồn ào quá, ngủ đi, đừng hát nữa. Bực quá đi mất. Để con đồ to. Trên thế gian không ai tốt bằng mẹ. Con là bảo bối của mẹ. Sao mình xui xẻo thế không biết. Em yêu, đã bao lâu rồi chúng ta chưa đi xem phim nhỉ? Anh chờ em ở chốn cũ nhé. Yêu em, bố đồ nhỏ. Em đang muốn xem bộ phim này. Bố đồ nhỏ tâm lý quá. Sao thế? Con đồ to đâu? Yên tâm đi, con ở nhà kẹo bông. Trên thế gian không ai tốt bằng mẹ. Không có mẹ, con như cỏ cây mất gốc. Phim sắp chiếu rồi. Đáng ghét, con ở nhà một mình rõ tội nghiệp. Mẹ Tập Về ơi, con không muốn xa mẹ đâu. Con ngoan, mẹ không đi đâu cả. Chúng ta về nhà thôi. Mẹ Tập Về. Tức quá đi. Lần này mình phải ra đòn sát thủ thôi. Đây là gì thế ạ? Đẹp quá. Đừng động vào, đây là nhẫn kim cương. Đắt lắm đấy, cho con xem với. Không được, đây là quà để bố lấy lòng mẹ Tập Về. Trả lại cho bố. Cái gì rơi vào trong thế? Không, không có gì. Là nhẫn kim cương bố đồ nhỏ mua. Cái gì? Anh lén mua món đồ đắt tiền như thế sau lưng em. Còn rơi xuống đường ống nước nữa. Đó là món quà anh muốn tặng em. Còn không mau mò lên. Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa. Đây là chiếc nhẫn con tặng mẹ. Mai sau con lớn lên, kiếm được ra tiền, nhất định sẽ mua cho mẹ đồ thật để mẹ vui. Em yêu, anh vớt được chiếc nhẫn kim cương lên rồi. Xin em đừng giận nữa, anh yêu em. Hai người đúng là làm mẹ vừa giận vừa yêu. Thế mẹ yêu ai hơn? Hai bố con đều là người mẹ yêu nhất.
Cậu ơi, hoa đẹp chưa này? Có cả ong mật và bướm bướm nữa. Đẹp quá đi. Thế là ít hoa quá, chứ không sẽ có rất nhiều ong bướm bay tới, vui biết bao. Nhưng mà kiếm đâu ra nhiều hoa bây giờ? Có cách rồi, anh bê qua trong nhà anh ra đây. Nhà em cũng có hoa, tớ cũng đi lấy. Như vậy chúng ta sẽ có thật nhiều hoa. Vẫn ít bướm bướm thế, hay là hoa chưa đủ nhiều? Vậy thì làm thế nào? Tớ đã bê hết ở nhà sang đây rồi. Em cũng thế. Ở nhà trẻ, chúng ta từng được học gấp hoa giấy đấy thôi. Chúng ta gấp hoa giấy làm hoa đi. Đúng rồi, đồ to, cậu thật thông minh. Vào nhà tớ đi, nhà tớ có rất nhiều giấy màu. Nhiều hoa thế này, nhất định sẽ dụ được hết ong bướm tới. Như vậy chắc hẳn sẽ đẹp lắm. Cứ chờ đi, ong bướm sắp tới ngay thôi. Hóa ra là hoa giả, chẳng có hương thơm, cũng chẳng có mật hoa. Lừa gạt chúng ta đấy. Chúng ta đi thôi. Kiểu gì vậy? Bướm đến xong lại đi mất rồi. Chẳng lẽ hoa của chúng ta gấp không đẹp nên ong bướm không thích? Anh cũng không biết nữa. Bố đồ nhỏ ơi, bố định đi đâu à? Ừ, bố đi dự tiệc. Thơm quá, bố đồ nhỏ ơi. Bố xịt cái gì thế? Còn nói cái này hả? Là nước hoa cho nam. Nước hoa cho nam. Bố phải đi đây. Thơm quá. Ở nhà ngoan nhé. Mình hiểu rồi. Này, các cậu mang nước hoa hết chưa? Mang rồi, nhìn này. Em mang lọ mà mẹ em thích dùng nhất. Ngửi mùi thơm cực kỳ. Được, vậy chúng ta mau đi xịt nước hoa cho hoa giấy đi. Được. Đầu ta ơi, được chưa? Được rồi, chúng ta nấp sang một bên chờ là được. Mùi hương này lạ quá. Tôi ngạt thở, chịu không nổi nữa. Không ngờ họ vẫn lừa chúng ta. Hả? Đừng mà. Cứu tôi với. Tránh ra, tránh ra. Có chuyện gì thế? Chú đồ nhỏ. Không phải chứ? An toàn rồi. Bố đồ nhỏ ơi, bố không sao chứ? Đau quá, đau chết mất thôi. Chú đồ nhỏ ơi, chú thật dũng cảm. Chú đồ nhỏ, chú giỏi quá. Con đồ to, vì sao ông mật lại đuổi theo bố? Bởi vì tụi cháu đã gấp rất nhiều hoa giấy, muốn dụ ong và bướm tới. Tụi cháu cần xịt nước hoa lên hoa giấy nữa. Gì cơ? Nước hoa? Bố đồ nhỏ ơi, con xin lỗi. Con mang nước hoa cho nam của bố ra xịt lên hoa giấy rồi. Con đồ to, hương thơm tự nhiên của hoa và mùi hương nước hoa nhân tạo là hoàn toàn khác nhau. Với lại, ong và bướm đến là để thu thập phấn hoa. Con biết điều này chứ? Nhưng tụi con phải làm thế nào để ong bướm vui vẻ bay tới bây giờ? Chỉ cần chúng ta trồng hoa thật trong vườn, ong và bướm nhất định sẽ tới. Hay quá, bố đồ nhỏ ơi, ngày mai chúng ta đi trồng hoa đi. Hoan nghênh các cậu ghé thăm ong mật và bướm bướm. Ốm phần 1.
38,5 độ. Bố đồ nhỏ, anh bị sốt rồi. May hôm nay là cuối tuần, vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bố đồ nhỏ ơi, chơi trò chơi với con đi. Con đồ to, con đừng quấy bố đồ nhỏ, bố bị ốm rồi. Bố chỉ hơi sốt tí thôi, nghỉ ngơi một lát là khỏe. Con đừng nhìn bố bằng vẻ mặt ấy. Vậy thì tốt, bố chơi với con đi. Không để cho bố đồ nhỏ nghỉ ngơi đi. Nào, đi chuẩn bị khăn lạnh với mẹ. Khăn lạnh à? Mát quá. Sốt tức là nhiệt độ cơ thể quá nóng. Chỉ cần đắp khăn lạnh lên đầu bố đồ nhỏ là có thể giúp bố hạ nhiệt. Cơ mà phải thay khăn 15 phút một lần. Con đồ to, lát nữa mẹ phải đi siêu thị. Con ở nhà trông bố đồ nhỏ được không? Được chứ ạ. Mẹ tập về cứ yên tâm đi. Chưa hết, lúc mẹ đi vắng, nếu có người lạ gõ cửa thì con không được mở đâu đấy nhé. Biết chưa nào? Rõ, con đồ to đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sao con cứ nhìn bố chằm chằm thế? Mẹ tập về dặn con ở nhà trông bố cẩn thận. Ý mẹ tập về là bảo con chăm sóc bố, chứ không phải bảo con nhìn bố chằm chằm. Chả nói sớm, làm con nhìn mỏi hết cả mắt. Khăn lạnh hết rồi, con thay giúp bố với. Lạnh quá, lạnh chết mất thôi. Con đồ to, con làm gì vậy? Sao lại bỏ đá vào trong chăn của bố? Mẹ tập về bảo sốt tức là nhiệt độ cơ thể quá nóng, nên phải dùng khăn lạnh để hạ nhiệt. Nếu đắp đầy đá lạnh quanh người bố đồ nhỏ, chắc chắn sẽ hạ nhiệt rất nhanh. Cảm ơn con đồ to, đá thực sự quá lạnh. Con vẫn nên thay khăn lạnh cho bố thì hơn. Bố đồ nhỏ, bố mau ngủ đi, con sẽ luôn ở bên cạnh. Lúc thì lạnh, lúc thì nóng, bố làm sao mà ngủ được? Không ngủ được, vậy con kể chuyện cho bố nghe nhé. Bố nghe kể chuyện sẽ dễ ngủ. Con muốn kể chuyện gì nào? Con sẽ kể câu chuyện rùa thỏ thi chạy. Ngày xưa có một con thỏ và một con rùa thi chạy. Kết quả con thỏ thua, con rùa thắng. Cả câu chuyện robot nữa. Robot đã đánh bại một đám robot khác. Và còn có một cậu bé rất nghịch ngợm, nhưng lần nào cũng đều nghe lời bố, trở thành đứa trẻ ngoan. Con đồ to, xin con, cho bố ngủ một lúc đi mà. Bố đồ nhỏ, bố xem hoạt hình nhiều dao. Lần nào con bị ốm, chỉ cần xem hoạt hình là khỏi ngay. Đừng như thế, bố không sao. Bố đồ nhỏ, bố khỏi ốm rồi à? Thế chúng ta chơi robot được không? Bố lại đau đầu rồi. Xem ra bệnh nặng hơn rồi. Vậy thì xem hoạt hình nhiều dao, bố sẽ khỏe lại nhanh. Alo, Tiểu Minh à, cậu và Kẹo Bông muốn đến nhà tớ chơi hả? Hoan nghênh. Không được, không được, bố đồ nhỏ bị ốm rồi, không được quấy rầy bố. Tiểu Minh, cháu và Kẹo Bông mau tới đây chơi đi, chú cũng gần khỏi ốm rồi. Các cháu mau đến chơi với đồ to đi. Bố đồ nhỏ, vừa nãy bố còn kêu đau đầu mà. Con đồ to, con chơi với các bạn đi, bố không đau đầu nữa. Alo.
Bố bị ốm phần 2. Alo, mẹ tập về à? Giọng anh đấy hả? Anh cũng không biết bị làm sao. Em mua giúp anh một dĩ thuốc ngậm nhé. Sắp mưa rồi. Không sao, anh đi thu quần áo. Tiểu Minh, anh chăm sóc người bệnh như thế không ổn. Anh nhìn em đây này. Cách này hay đấy. Chốc nữa tớ sẽ cho bố đồ nhỏ uống nước như thế. Mẹ tập về nói phải uống nhiều nước thì mới khỏi bệnh được. Không hay rồi, sắp mưa rồi. Tiểu Minh ơi, chúng ta mau về nhà đi. Ừ, chúng ta mau về thôi. Không lấy ga trải giường được, làm sao bây giờ? Mình thật thông minh. Đừng mở cửa. Chẳng may có người xấu thì sao? Mẹ tập về dặn, nếu gặp người lạ nói chuyện với mình thì phải quay đầu chạy ngay, sau đó hét to, chú cảnh sát. Nếu là người quen thì sao? Cậu cũng có biết là ai bấm chuông cửa đâu. Bố, là bố đồ nhỏ đây. Con mau mở cửa đi. Con đồ to, cậu nhìn rõ chưa? Đây không phải giọng của bố đồ nhỏ. Không ổn rồi. Là một người lạ không có mặt. Mẹ dặn gặp người lạ phải chạy ngay. Chúng ta mau chạy đi. Mở cửa. Mau mở cửa ra. Làm thế nào bây giờ? Tớ đã hứa với mẹ tập về, tuyệt đối sẽ không cho người lạ vào nhà. Tiểu Minh, Kẹo Bông, các cậu nhất định phải giúp tớ. Tên xấu xa này, lén lút trước cửa nhà tôi làm gì hả? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, là anh đây mà. Bố đồ nhỏ, sao anh lại bộ dạng thế này? Sao không vào nhà? Anh quên mang chìa khóa. Con đồ to lại không mở cửa. Đứng yên, giơ tay lên. Xin lỗi, con không ngờ giọng bố đồ nhỏ lại khác thế. Con tưởng là người xấu. Mẹ tập về, mẹ không sao chứ? Con đồ to, từ sau có người lạ bấm chuông cửa thì con phải nhớ, trước tiên phải đi tìm bố mẹ. Nếu bố mẹ không ở nhà, con phải mau chóng gọi điện cho bố mẹ, nghe rõ chưa? Ngoài ra không được rải sô-cô-la ra nhà nữa, biết chưa con đồ to? Còn nữa, đồ chơi của con không được chất lung tung, nhất là xe trượt. Hôm nay thực sự quá nguy hiểm, biết chưa hả? Con biết rồi. Nhưng nếu không nhìn thấy mặt của người lạ thì sao ạ? Giống như bố đồ nhỏ lúc nãy ấy, đáng sợ lắm. Nếu con gặp người lạ đáng sợ như vậy thì phải la to lên để hàng xóm đến cứu con. Hãy nhớ, bất kể lúc nào gặp người lạ chủ động nói chuyện với con thì con nhất định phải mau chóng tìm bố mẹ. Vâng, con biết rồi. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon rồi. Ngày mai cơ quan em tăng ca, để con đồ to tiếp tục chăm sóc anh nhé. Ôi, đừng mà, cứu tôi với.